chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Kính thưa quý vị khán giả, đánh bạc ăn tiền và tổ chức đánh bạc là hành vi phạm pháp. Tuy nhiên hiện nay có những tổ chức rất tinh vi và rất xảo quyệt trong việc lựa chọn địa điểm để đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Câu chuyện sau đây mong rằng sẽ là câu chuyện cảnh giác mà quý vị nên lưu ý. Cấp báo, cấp báo, cấp báo! Chú không cho con thuê ở đây là con qua bên kia con thuê đó nha. Trời ơi, muốn đi đâu đi, nhà tôi nhà mới xây, nhà đàng hoàng tử tế. Cái mục đích sử dụng là tôi chưa thấy nó rõ ràng nên tôi không cho thuê. Trời ơi chú ơi, có gì đâu mà không rõ ràng, con nói rồi. Con thuê cái nhà này nè để con làm một cái khu là trung tâm giải trí trí tuệ cho bạn bè của con. Bạn bè của con chú biết doanh nhân thành đạt không à. Làm việc nó căng thẳng, nó áp lực dữ lắm. Bạn bè con chơi cho giải tỏa stress. Giải tỏa thì chết hả? Stress. Sao tôi sợ tụ tập rồi cờ bạc này nọ là ảnh hưởng tôi đó nghe. Trời ơi chú ơi, cờ bạc là người ta đánh bài, người ta ăn tiền mấy cờ bạc. Tụi con chơi đây nè. Dạ. Đây nè, tụi con chơi là chơi mấy cái này nè. Đó, mấy cái phỉnh này nè. À, là mấy cái cục này là đưa qua đưa lại giống mấy đứa nít chợ quan ở đó đó hả? Đó. Là không có chung tiền phải không? Không có chung tiền, chơi giải trí thôi. Giải trí thiệt không? Dạ. Nhà tôi là tháng cho thuê là 7 triệu rưỡi đó nha. Cái gì? Con gửi chú 8 triệu luôn. Wow. 8 triệu. Dạ. Là 2 tháng tiền cọc nữa là 3 tháng ha. Chú yên tâm. Phải không? Dạ. Nhưng mà có cái gì là tôi không dính dáng tôi nha. Chú ơi, có cái gì là con chịu trách nhiệm hết, không có liên quan gì tới chú hết. Phải không? Dạ. Rồi mình có cần gì nữa không? Ở đây chú bày biện ra, chú bán mì tôm, chú bán cà phê, chú bán nước ngọt. Kìa, cái bãi đất trống này mình làm gì? Chú giữ xe luôn. Là tôi lấy hết luôn á hả? Bao nhiêu là chú thu hết? Chốt vậy nha. Chốt đơn. Ngày mai ký hợp đồng. Dạ. Nhỏ. Chú. Ngon nghe. Chưa được tháng nay thôi mà tao nói ngoài cái tiền nhà nha. Trời ơi, tao nói tao bán mì ha, một ngày tao bán là mấy trăm ngàn luôn. Ồ. Giữ xe này nọ ha, bán cà phê cà pháo nè, nó kiếm tiền bộ nghe. Làm giàu không khó ha chú ha. Đúng rồi, làm giàu không có khó. Nói chú gọi chú yên tâm đi. À biết rồi. Ê, dường như khách kêu nãy hai tô mì, tao vô tao làm mì xong rồi cái nhà nói chuyện tiếp nha. Vô chỗ làm cho tay đi chú. Ơi. Ủa anh, bữa nay vô trễ vậy? Thôi anh, khuya quá, chịu không nổi luôn. Mà quên nữa. Hả? Nãy đi gấp quá, quên đổi tiền rồi, đổi giùm anh coi. Gì ba? Cái gì? Thôi tiền cái gì? Thì đổi phỉnh vô chơi với đổi gì? Bậy lên mà, không được nha. Ở đây chơi anh em chơi vui vẻ, giải trí rồi đổi phỉnh gì trời. Mệt quá, ai không biết, mệt đổi anh 20 đi. Đổi không? Đổi đại đi, mệt quá. Cái này là một lần duy nhất thôi nha. Có ai đâu mà là sao? Bữa này thấy anh thua với lại mới muốn đổi là đổi bên kia, qua đây là đây đánh bên đây thôi. Đổi mày 20 đi. Nghe. Mày xem nè. Cà phê. Vô đây. Nhanh nhanh. Cà phê trả hình hả? Đi. Ủa, khoan, mì gói mới bỏ ra 2 kg tô mà chưa đổ nước sôi, đi đâu trơn vậy? Chú đi luôn. Không, vô đổ nước sôi rồi bưng cho tụi nó ăn. Bây giờ con mời chú lên phường. Ủa, chú là ai mà tự nhiên chú tôi mời tôi lên phường? Hả? Nhưng mà tôi làm gì đâu mà đưa tôi lên phường, tôi cho thuê nhà. Rồi cái cậu này, cậu nói là nơi này là chỉ là điểm vui chơi giải trí, không có cờ bạc, không có chung tiền mà trao đổi bằng cái gì đó. Thì tất cả những cái phỉnh mà để chơi đó đều được đổi bằng tiền mặt. Nên chú cho người ta mướn nhà tổ chức cờ bạc trái phép. Nhưng mà tôi... Không có nói nhiều nữa, bây giờ tôi mời chú lên phường. Đây cũng là bài học cho chú. Từ nay về sau cho mướn nhà phải tìm hiểu kỹ mục đích người mướn là muốn cái gì. Trời ơi! Đi! Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi cho thuê nhà để tổ chức đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Về xử lý hành chính, cho thuê nhà để tổ chức đánh bạc được coi là hành vi dùng nhà, chỗ ở của mình để chứa bạc.
theo khoản 4 điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Tùy theo mức độ vi phạm mà cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.